Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, đường đua vào Nhà Trắng của các ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ đang nóng lên từng ngày và ngày càng hé lộ nhiều kịch tính. Chỉ vài ngày sau khi ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự, thì ông Hunter Biden, con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, lại trở thành con của một Tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử bị đưa ra xét xử tại tòa án. Cả hai sự kiện lịch sử của ông Donald Trump và ông Hunter Biden đều có thể gây bất ổn mới cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn đã bắt đầu hôm 3 tháng 6. Đây là vụ đầu tiên trong số hai vụ án mà ông Hunter Biden đã cố gắng né tránh trong suốt nhiều năm qua, vừa để thoát khỏi cảnh tù tội, vừa tránh cho mình, Tổng thống Joe Biden, những bất ổn chính trị và vấn đề cá nhân khi ông đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Phiên tòa xét xử diễn ra tại Wilmington, bang Delaware, liên quan tới ba hành vi vi phạm luật sử dụng súng liên bang. Phiên tòa này sẽ làm sáng tỏ cáo buộc ông Hunter Biden sử dụng ma túy. Các công tố viên cáo buộc ông nói dối về việc lạm dụng chất kích thích của mình trên biểu mẫu liên bang để mua súng trái phép. Công tố viên đặc biệt David Weiss cho biết, ông dự định nêu ra những sự kiện đau đớn trong quá khứ của gia đình ông Biden liên quan đến những hành vi của Hunter và các sự kiện liên quan đến cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng phần lớn coi phiên tòa này là vấn đề riêng tư của ông Hunter do hành vi cá nhân của ông từ nhiều năm trước. Theo một nguồn tin thân cận, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dự kiến sẽ tới Pháp trong thời gian diễn ra phiên tòa, sẽ theo dõi diễn biến cuộc xét xử, chủ yếu với tư cách là một phụ huynh có liên quan, người đã hỗ trợ con trai mình cai nghiện. Mặc dù có khả năng xảy ra một thỏa thuận nhận tội vào phút cuối giữa hai bên, nhưng nhóm pháp lý của ông Hunter Biden sẵn sàng lập luận rằng các cáo buộc là vi hiến và vi phạm tu chính án thứ hai, cũng như chỉ ra những sai sót trong bằng chứng của chính phủ Mỹ. Phiên tòa xét xử ông Hunter Biden tiếp tục cho thấy một sự vụ mang tính chính trị cao khác sau phiên tòa hình sự của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York kết thúc hôm thứ Năm tuần trước với phán quyết có tội đối với tất cả 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng một ngôi sao phim người lớn trong cuộc tranh cử năm 2016. Ông Hunter Biden cũng đã bị công tố viên David Weiss buộc tội ở Los Angeles vì 9 hành vi vi phạm thuế liên bang và dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 9. Phiên tòa xét xử vi phạm liên quan đến súng đạn dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng đầy kịch tính khi các công tố viên công bố chi tiết về những năm tháng sử dụng ma túy của ông Hunter Biden, bao gồm các đoạn trích từ cuốn sách mà ông viết về nó, mang tên Những điều đẹp đẽ, hồi ký. Ông Hunter Biden đã cởi mở về cuộc đấu tranh của mình với rượu và ma túy, nhưng cho biết ông đã tỉnh táo kể từ giữa năm 2019. Hai trong số những tội danh về súng có thời hạn tù tối đa là 10 năm. Tội danh về súng còn lại có thể lên tới 5 năm. Tuy nhiên, các thẩm phán hiếm khi tuyên phạt mức án tối đa. Các luật sư của ông Hunter Biden có kế hoạch thách thức cáo buộc của chính phủ rằng ông đã mua súng khi đang nghiện ma túy, bởi đây là điều mơ hồ về mặt hiến pháp. Họ lập luận rằng ông Hunter Biden không sử dụng ma túy khi đi mua súng. Họ cũng có kế hoạch đưa ra tranh luận rằng chính người bán súng đã không tuân thủ các yêu cầu pháp lý trong việc bán súng và giấy tờ. Tổng thống Joe Biden nhiều lần nói rằng ông không biết về hoạt động kinh doanh của những người thân, nhưng ông chắc chắn rằng họ không vi phạm pháp luật. Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Joe Biden chưa bao giờ hợp tác kinh doanh với con trai. Thưa quý vị, chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng ứng cử viên Donald Trump lại đang bận lịch trình ở tòa án. Theo các chuyên gia, cho dù những cáo buộc nhằm vào ông có kết thúc thế nào đi chăng nữa, thì ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống. Theo đài phát thanh quốc tế Đức DW, một cựu Tổng thống bị kết án trong một phiên tòa hình sự là trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump? Ông Donald Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, không còn xa lạ với phòng xử án. Đầu năm nay, bồi thẩm đoàn ở New York đã ra phán quyết rằng ông sẽ phải bồi thường thiệt hại hàng triệu đô la cho nhà văn E. John Carroll vì tội lạm dụng tình dục và sau đó là phỉ báng, một quyết định mà ông Trump đang kháng cáo. Đó là một vụ án dân sự. Giờ đây, ông Trump đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự liên quan đến vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels tại chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.
thẩm phán John Merchant đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Trump đòi xóa cáo trạng, đồng thời ấn định ngày tuyên án là ngày 11 tháng 7. Chỉ vài ngày trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin, dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 7. Một email gây quỹ của Đảng Cộng hòa có nhan đề Tù nhân chính trị đã được gửi đi ngay sau phán quyết của Bồi thẩm đoàn New York với nội dung: Tôi vừa bị kết án cho một phiên tòa săn tìm phù thủy có tính chính trị và bị gian lận. Tôi không làm gì sai cả. Đây là vụ án đầu tiên trong số 4 vụ án xét xử hình sự, 2 vụ cấp bang và 2 vụ cấp liên bang mà ông Donald Trump phải đối mặt. Vụ việc cấp bang còn lại tập trung vào những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược kết quả bầu cử của ông tại bang Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một vụ cấp liên bang liên quan đến cáo buộc rằng ông Trump cố tình thúc đẩy biểu tình về gian lận bầu cử vào năm 2020 để tìm cách duy trì quyền lực. Và một cáo buộc cấp liên bang khác cho rằng ông Trump đã giữ trái phép các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng. Vậy ông Trump vẫn có thể tiếp tục tranh cử tổng thống? Điều này là đúng. Cho dù những cáo buộc trên có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, thì ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống. Hiến pháp Mỹ chỉ đặt ra 3 yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với những người muốn tranh cử. Họ phải là công dân Mỹ, ít nhất 35 tuổi và đã cư trú tại Mỹ ít nhất 14 năm. Không có điều khoản nào nói rằng một người bị kết án không thể tranh cử hoặc không thể trở thành tổng thống. Laura Merrifield Wilson, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Indianapolis nói rằng, có một số tranh luận về việc liệu một ứng cử viên tổng thống bị truy tố hoặc liên quan đến một vụ án pháp lý đang diễn ra có nên tranh cử hay không, nhưng những điều đó liên quan đến vấn đề đạo đức, phán đoán và sở thích, chứ không phải luật pháp Mỹ hay các rào cản thủ tục pháp lý. Liệu ông Trump có thể bị loại theo tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ? Mục 3 của tu chính án 14 quy định các quan chức từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp Mỹ sẽ không đủ tư cách giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia nổi dậy hoặc đã hỗ trợ những người nổi dậy. Các nhà hoạt động muốn ông Trump phải bị loại theo điều khoản này, nói rằng hành động của cựu Tổng thống trước cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồi Capitol, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã cấu thành việc tham gia vào một cuộc nổi dậy. Họ nói rằng những lời nói dối của ông Trump về việc Đảng Dân Chủ gian lận trong cuộc bầu cử đã khuyến khích đám đông cánh hữu xông vào đồi Capitol ngày hôm đó. Các nỗ lực đã được đưa ra để loại ông Trump khỏi các cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở một số bang. Theo điều khoản này, vốn ban đầu được sử dụng để ngăn những người có xu hướng ly khai quay trở lại nắm quyền trong chính phủ sau cuộc nội chiến ở Mỹ. Nhưng vào tháng 3 năm 2024, Tòa án tối cao đã bác bỏ một nỗ lực như vậy ở Colorado, nói rằng các bang không có thẩm quyền cấm các cá nhân tranh cử vào những chức vụ liên bang. Tòa án tối cao lưu ý kèm theo phán quyết của mình rằng, trách nhiệm thực thi mục 3 đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang thuộc về Quốc hội, do đó quyết định này đã vô hiệu hóa những nỗ lực tương tự ở các bang khác. Vì Quốc hội Mỹ bị chia rẽ, trong đó Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện và Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện, nên có vẻ như rất khó có khả năng ông Trump sẽ bị loại khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng theo tu chính án thứ 14. Ông Trump có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ không? Điều này là không thể, bởi ông Trump đã đăng ký bỏ phiếu ở bang Florida, nơi những người bị kết án sẽ bị tước quyền bầu cử. Phóng viên chính trị Maggie Astor viết trên tờ The New York Times, hầu hết những đối tượng phạm tội ở Florida đều chỉ có quyền bầu cử sau khi mãn hạn tù, bao gồm cả việc tạm tha hoặc quản chế, cũng như trả tất cả các khoản tiền phạt và lệ phí. Nhưng việc tạm tha đối với cựu Tổng thống Trump có thể sẽ không kịp để ông có lại quyền bầu cử. Vì vậy, nếu bị kết tội, ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống, nhưng không được đi bỏ phiếu cho chính mình. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Trump thực sự phải vào tù? Hiện không ai biết sẽ như thế nào trong trường hợp này. Erwin Chemerinsky, chuyên gia luật tại Đại học California, Berkeley, nói với tờ New York Times, cho đến nay chúng ta chưa từng chứng kiến điều này xảy ra, tất cả đều chỉ là suy đoán. Về mặt pháp lý, ông Trump vẫn được điều kiện tranh cử ngay cả khi đứng sau song sắt. Nhưng tất nhiên, một tổng thống được bầu khi đang ở trong tù sẽ đặt ra thách thức lớn về mặt hậu cần. Nhà báo Astor suy đoán rằng ông Trump có thể kiện để được trả tự do trên cơ sở rằng việc bỏ tù đang ngăn cản ông thực hiện nghĩa vụ hiến pháp với tư cách là tổng thống. Nhưng vì chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ nên không thể nói trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Nếu đắc cử, liệu ông Trump có thể bác bỏ các vụ kiện chống lại ông hay tự ân xá cho chính mình? Về lý thuyết, ông Trump có thể giảm án tù hay hủy bản án của mình, hoặc thậm chí tìm cách tự ân xá hoàn toàn cho bản thân. Nhưng đây sẽ là những tín hiệu cực đoan về quyền lực của Tổng thống và có thể sẽ được đưa ra trước tòa án tối cao để xem xét về tính hợp hiến của chúng. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể ân xá cho ông Trump. Tuy nhiên, những hành động như vậy sẽ chỉ áp dụng cho các vụ án liên bang của ông Trump, chứ không phải vụ xét xử tội chi tiền bịt miệng của bang New York cũng như vụ can thiệp bầu cử ở Georgia, vì các tổng thống không có quyền ân xá cho các bản án ở cấp bang. Thưa quý vị, bị kết án 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn trong phiên tòa tại New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lĩnh hình phạt nặng nhất là ngồi tù tối đa 4 năm, hay nhẹ nhàng hơn là lao động phục vụ cộng đồng như nhặt rác trên tàu điện ngầm. Theo Iris Examiner, kết thúc phiên tòa kéo dài suốt 7 tuần qua, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án tối cao Manhattan hôm 30 tháng 5 đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Câu hỏi hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm là cựu Tổng thống Mỹ sẽ phải nhận hình phạt nào? Quyết định hoàn toàn thuộc về thẩm phán giám sát vụ án John McCain. Những tội mà ông Trump đã bị kết án, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh ở cấp độ 1 là trọng tội loại E ở New York, loại ít nghiêm trọng nhất và có hình phạt tối đa là 4 năm tù. Bản án cuối cùng dành cho ông Trump sẽ được ấn định vào ngày 11 tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ông Trump khó có thể phải lĩnh án ngồi tù. Ông là người phạm tội lần đầu và tất cả các tội danh mà ông bị kết tội là tội phi bạo lực. Sherin Bader, giáo sư luật tại Đại học Fordham tuyên bố, "Tôi nghĩ thẩm phán có thể sẽ không giam giữ ông ấy vì những tội danh đó. Ngoài ra, lý do còn vì ông Trump là cựu tổng thống, có đặc quyền được nhân viên mật vụ bảo vệ 24/24 và hiện tại cũng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Do đó, tôi nghĩ án giam giữ có thời hạn sẽ rất khó được đưa ra về mặt logic. Ngoài ra, án tù cũng sẽ gây ra những tác động chính trị mà tôi cho rằng thẩm phán McCain sẽ muốn tránh xa. Ngoài án tù, những sự lựa chọn khác dành cho thẩm phán McCain cũng có thể bao gồm hình phạt tiền, quản chế, lao động phục vụ cộng đồng hoặc kết hợp tất cả hoặc một số hình phạt nêu trên." Bà Karen Friedman Agnifilo, cựu công tố viên hàng đầu của văn phòng luật sư quận Manhattan cho biết, "Tôi muốn thấy hình phạt lao động phục vụ cộng đồng như nhặt rác trên tàu điện ngầm được lựa chọn cho ông Donald Trump." Với bất cứ hình phạt nào được thẩm phán McCain đưa ra, theo các chuyên gia, ông Trump chắc chắn sẽ nhanh chóng kháng cáo. Điều này khiến mọi hình phạt có thể sẽ bị treo lại trong khoảng thời gian chờ đợi kháng cáo. Quá trình kháng cáo sẽ mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, nghĩa là có thể phải mất một thời gian dài trước khi bản án chính thức có hiệu lực. Ông Trump sẽ có 30 ngày để nộp đơn kháng cáo và sau đó có 6 tháng để nộp đơn kháng cáo đầy đủ lên cơ quan xét xử kháng cáo của quận New York. Nếu bản án được giữ nguyên, ông Trump có thể tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm New York với bồi thẩm đoàn gồm 7 thành viên và là tòa phúc thẩm cao nhất ở bang New York. Tòa án đó có toàn quyền quyết định xem có xét xử vụ án hay không. Nếu bản án được tòa phúc thẩm New York giữ nguyên, ông Trump vẫn có thể kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ, nơi cũng có quyền quyết định có tiếp nhận vụ việc hay không. Bởi vì vụ việc phải tuân theo luật pháp bang New York nên việc đưa nó lên tòa án tối cao Mỹ sẽ đòi hỏi ông Trump phải thuyết phục các thẩm phán rằng có vụ án liên quan đến vấn đề liên bang hoặc hiến pháp đang bị đe dọa. Việc bị kết án sẽ không gây ảnh hưởng đến khả năng pháp lý của ông Trump để tiếp tục tranh cử tổng thống. Hiến pháp Mỹ không cấm những người phạm trọng tội tranh cử. Ngoài ra, theo các chuyên gia, bang Florida, nơi mà ông Trump đăng ký, cũng cho phép những người bị kết án ở ngoài tiểu bang được ra tranh cử nếu tiểu bang nơi họ bị kết án cho phép điều đó. Tại New York, người bị kết án trọng tội vẫn có quyền được tham gia tranh cử, miễn là họ không bị giam giữ. Tuy nhiên, nếu được bầu, ông Donald Trump cũng sẽ không thể tự áp dụng quyền miễn truy tố cho mình, vì đây là các tội danh cấp bang.